chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và đã tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Mới 21 tuổi, Thúy Vi đã lộ dấu hiệu lão hóa, cơ mặt cứng đơ, da sần và biểu cảm kém tự nhiên. Không ai có thể chạy trốn được thời gian, nhưng có vẻ cô nàng Thúy Vi lão hóa ở tuổi 21 thì quá sớm. Đã hơn 3 năm kể từ ngày được showbiz biết đến với cái tên tình nhân của Phan Thành, Thúy Vi đã có nhiều thay đổi với cuộc sống khá dư dả với nhà đẹp xe sang. Tuy nhiên gần đây Thúy Vi lại kém sắc hơn trước khi vừa tăng cân, vừa đánh mất làn da căng bóng trắng sáng ngày nào. Sự lão hóa dường như ghé thăm cô nàng quá sớm, khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Đã hơn 3 năm kể từ ngày được showbiz biết đến với cái tên tình nhân của Phan Thành. Tin được không, cho dù mới chỉ 21 tuổi, Thúy Vi đã lộ những dấu hiệu lão hóa nhanh chóng. Từng là cái tên hot trên mạng xã hội với tai tiếng làm kẻ thứ ba, Thúy Vi sau một thời gian vắng bóng trở lại showbiz với nhiều sự thay đổi bất ngờ. Thiếu nữ xinh đẹp đến từ Cà Mau, không còn là cô gái gây sốc khi được đại gia mua nhà ngày trước. Giờ đây Thúy Vi lại khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì sự kém sắc rõ rệt sau chỉ gần 4 năm. Qua những hình ảnh gần đây nhất của Thúy Vi, người xem có thể dễ dàng nhận thấy Vi giờ đã khác xưa, mất đi vẻ xinh đẹp ngày nào dù chỉ mới 21 tuổi. Làn da trắng mịn không tì vết và nhiều người ao ước đã có dấu hiệu lão hóa ở tuổi đôi mươi với gương mặt cứng đơ, da bóng dầu, chảy xệ. Thúy Vi lại khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì sự kém sắc rõ rệt chỉ sau 4 năm. Tuy không có quá nhiều hoạt động trong thời gian qua, nhưng Thúy Vi vẫn được nhiều người theo dõi trên trang cá nhân. Thúy Vi đã từng béo lên trông thấy khi không kiểm soát được cân nặng của mình. Hiện tại vấn đề này đã được giải quyết qua việc hút mỡ, nhưng nhan sắc của cô nàng xinh đẹp ngày nào đã không còn trụ vững. Nếu để ý kỹ những hình ảnh mà tình cũ Phan Thành đăng tải trên trang Facebook cá nhân, ta sẽ thấy cô nàng phải sử dụng app làm mịn da, bóp nhỏ cằm, phóng to mắt để có được một bức ảnh xinh lung linh mà nhiều người nhìn thấy. Một số người cho rằng tình trạng xấu đi là do hậu quả của việc lạm dụng dao kéo, số khác lại cho rằng cô nàng lại đang đau đầu vì tăng cân một lần nữa. Thúy Vi đã từng béo lên trông thấy khi không kiểm soát được cân nặng của mình. So sánh Thúy Vi ngày xưa và ở hiện tại, không tiếc tay chi tiền tỷ cho phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có vẻ Thúy Vi lại không có được vẻ đẹp mà cô mong muốn. Nhan sắc của Thúy Vi ở tuổi 21 khiến nhiều khán giả thất vọng và thầm tiếc nuối, hết bấm mí mắt đến nâng mũi độn cầm silicone. Rồi lại bọc răng sứ, Thúy Vi rất chịu khó chăm sóc nhan sắc của mình, nhưng kết quả lại đi ngược số đông. Theo thời gian, một người xinh đẹp như Thúy Vi lẽ ra phải trở nên mặn mà quyến rũ với thần thái hơn người, nhưng so với Thúy Vi của ngày hôm qua thì thật thất bại. Ngày đầu được công chúng biết đến, Thúy Vi sở hữu gương mặt trẻ trung với nụ cười rạng rỡ cùng thần thái đầy cuốn hút. Nhưng hiện tại, khán giả khó có thể nhìn thấy nụ cười tự nhiên như ngày trước, gương mặt khá cứng và đơ, làm vẻ đẹp phơi đi nhiều phần. Dao kéo làm chi để mất đi vẻ đẹp ngày xưa? Sự trở lại lần này của người đẹp tai tiếng không mấy suôn sẻ với hình ảnh lão hóa nhanh chóng. Thay vì đẹp hơn sau một thời gian ở ẩn trùng tu, Thúy Vi lại gây ra nhiều tranh cãi với hình ảnh mới của mình. Dù gây ra không ít thị phi, nhưng không phủ nhận được cô nàng này rất xinh đẹp, dao kéo làm chi để mất đi vẻ đẹp ngày xưa. Chi không biết bao nhiêu tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đẹp đâu không thấy, chỉ thấy già đi thôi. Mới 21 tuổi mà thế này, không biết lớn thêm vài tuổi sẽ ra sao đây. Tài nghệ chỉnh ảnh cũng thật đáng nể phục. Vẫn xinh đẹp hơn khói người đấy chứ, da dẻ thì lúc này lúc khác cơ mà. Đúng là không tự nhiên như ngày trước thật. Nhưng đừng khắt khe với Thúy Vi quá chứ, cô nàng cũng đã cố gắng nhiều rồi, sau vụ lùm xùm trước cũng đâu còn thấy hoạt động quá nhiều. Vẫn nên đón nhận một người xinh đẹp như cô. Dù gây ra không ít thị phi, nhưng không phủ nhận được cô nàng này rất xinh đẹp. Sự thay đổi lần này của Thúy Vi không nhận được phản ứng tích cực từ cư dân mạng, nhưng không thể phủ nhận rằng cô nàng này rất đẹp, nhan sắc có tuột nhóc, thần thái kém đi nhiều, nhưng vẫn không đến nỗi quá tệ phải không nào? Trấn Thành được cư dân mạng tôn vinh là người chồng đáng để lấy nhất vì những lý do này. Nhiều tiêu chí được fan đưa ra để chứng minh nam danh hài Kim MC nổi tiếng là người chồng trong mơ của mọi cô gái. Trấn Thành vốn nổi tiếng là danh hài Kim MC tài năng và giàu có nhất nhì showbiz Việt. Từ khi kết hôn với nữ ca sĩ Hari Won, hình ảnh của Trấn Thành càng đẹp hơn trong mắt công chúng. Anh là người chồng mẫu mực, hết lòng yêu chiều vợ, thậm chí anh chấp nhận cho vợ quản lý hết gia tài.
Trấn Thành được xem là người chồng trong mơ của hội chị em. Một người ngồi cày view cho bài hát mới của Harry cả ngày, nhưng khi Harry hỏi thì anh lại nói không biết bài gì, chỉ nghe ủng hộ cho vui vì sợ không có view. Chứng kiến tình yêu và sự nâng niu của Trấn Thành dành cho bà xã Harry Won, mới đây không ít cư dân mạng đã viết hẳn một tâm thư truyền tay nhau với nội dung chính là hãy lấy người đàn ông như Trấn Thành. Họ gạch đầu dòng hàng loạt ưu điểm của nam danh hài Kim MC nổi tiếng về tiêu chí của một người chồng đáng mơ ước như sau. Một người đàn ông tham gia game show, câu đầu tiên khi gặp vợ không phải giới thiệu quy củ như những tập khác, mà vội vàng gọi vợ ơi bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của cô ấy. Một người đàn ông khi nói đến căn bệnh của vợ sẽ cười hiền hiền mà nói rằng chắc gì tôi không có bệnh. Một người cho chị thứ mà chị ao ước, một đám cưới xinh đẹp và hạnh phúc. Một người luôn nói về vợ mình với những cử chỉ ánh mắt vui vẻ nhất, thậm chí là tự hào. Một người đàn ông sẵn sàng tỏ vẻ không hài lòng khi nhân viên phục vụ đổ coca vào váy vợ. Một người căm thù hôn nhân lại muốn gắn bó với chị suốt đời bằng chính tờ giấy chứng nhận hôn nhân. Một người luôn tự hỏi liệu thiếu chị cuộc sống anh có thực sự ổn không, nếu không ổn theo anh đó chính là tình yêu. Một người làm chị cười suốt ngày, cười vui vẻ, cười hạnh phúc. Một người ngồi cày view cho bài hát mới chị cả ngày, nhưng khi chị hỏi thì lại nói không biết bài gì và chỉ nghe ủng hộ cho vui vì sợ chị không có view. Một người bắt chị mỗi khi ra đường phải thật chỉnh chu váy áo, nên luôn bắt chị thử cả chục bộ, để ảnh ngắm, rồi bộ nào anh duyệt thì chị mặc đi. Không khó thấy sau khi lấy Trấn Thành, gu ăn mặc của Harry Won đẹp lên trông thấy. Một người mặc đồ đôi nắm tay chị đưa chị đi du lịch khắp nơi. Một người sẵn sàng sững cồ lên khi có những kẻ comment lời lẽ xúc phạm tới chị, mặc dù trước đó anh chẳng để tâm bao giờ, thậm chí cả khi họ chửi anh. Một người bao dung sự hậu đậu vụng về của chị và coi đó là những điều vô cùng đáng yêu. Một người đàn ông yêu trẻ con tới mức game show nào có trẻ con cũng cuống quýt vô cùng, nhưng lại chưa bao giờ đặt áp lực vợ phải có em bé. Thậm chí biết rõ bệnh của chị vẫn quyết định lấy và đồng hành với chị trên con đường tìm một thương thần nhỏ, gọi hai người là bố mẹ. Nguyên văn đoạn chia sẻ của một người hâm mộ khi đưa ra nhiều lý lẽ, thuyết phục Trấn Thành là người chồng lý tưởng đáng để lấy. Với những điều tuyệt vời họ nhìn thấy ở Trấn Thành, cư dân mạng lập tức khẳng định một người đàn ông như vậy thật không phí hoài tuổi xuân, một người đàn ông như vậy dù yêu vài tháng cũng sẽ yên tâm gửi gắm cả đời. Quản lý truyền thông của Thu Thủy, hãy trách người trốn tránh trách nhiệm kìa, kiên đến sâu nhưng kiên thương bé vô cùng. Quản lý truyền thông của Thu Thủy và cũng là bạn cô suốt 10 năm qua đã chia sẻ về câu chuyện ồn ào mới đây. Thu Thủy đang phải đối mặt với scandal khá nghiêm trọng trong đời khi đoạn clip livestream ghi lại cảnh chồng trẻ của cô có hành động bạo lực với con trai riêng của vợ được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng trên mạng xã hội. Dù Thu Thủy và chồng đã xin lỗi và giải thích nhưng vẫn không được công chúng chấp nhận cảm thông. Mới đây, quản lý truyền thông của Thu Thủy đã lên tiếng bảo vệ cô giữa búa rìu dư luận. Anh xót xa vì Thu Thủy phải đối mặt với những lời cay nghiệt, trong khi những người đó chưa hề chứng kiến cảnh cô phải bế con lầm lũi đi trong nước mắt. Cảnh cô bồng con thoát khỏi đám cháy và sẵn sàng che chắn cho con. Người này cho rằng nếu Thu Thủy mê trai thì dành 17 năm chỉ để yêu một người làm gì. Anh khuyên mọi người nên trách người cha vô trách nhiệm đã bỏ rơi con hơn là trách kinh nguyện vì anh này đến sâu và thật tâm thương con riêng của vợ. Quản lý truyền thông của Thu Thủy lên tiếng bên vực nữ ca sĩ. Nguyên văn quản lý truyền thông của Thu Thủy viết: cả một rừng ngoài kia nói chị không thương con, vậy có ai chứng kiến cảnh chị bồng con đi trong đêm, cảnh mẹ con chị lầm lũi trong nước mắt, cảnh chị lội nước bi bõm, đi bộ từ đầu hẻm về ngôi nhà nhỏ thuê tận Thủ Đức. Chị muốn về với con nhanh nhất, vì sau mỗi biểu diễn vì xe ráp không muốn chết máy. Cảnh chị bồng con thoát khỏi đám cháy sẵn sàng che chắn cho con, bất chấp tính mạng. Còn nhiều điều mà chị cắn răng trước giờ chịu đựng để nuôi lớn và bảo vệ Henry đến ngày hôm nay. Đừng dạy phụ nữ cách làm mẹ hay bảo vệ con, bởi đấy là phản xạ tất nhiên và luôn có đầy trong tim người mẹ. Họ nói chị mê trai, vậy tại sao chị phải dành 17 năm chỉ để yêu một người? Bạo hành, từ ngữ này quá nặng nề. Một đứa bé có biết diễn tình cảm trước người hay đánh nó không? Con nít nó sống thật lắm. Người đàn ông thực sự yêu bé Henry đã nhận bao nhiêu mũi giáo dư luận chỉ vì hành động chưa đúng của mình. Nhưng không vì thế mà gạt bỏ tình cảm mà Kim dành cho bé suốt thời gian qua. Hãy trách người trốn tránh trách nhiệm kìa. Kim đến sâu nhưng Kim thương bé vô cùng. Chị và Kim đã xin lỗi và đây là một bài học cho cả hai rồi. Đừng ép bức thêm nữa. Lưu Thiên Hương gây bức xúc với phát ngôn sau vụ bé tử vong ở trường gây quay, con mất là do cả cha mẹ đấy.
Không giống như nhiều nghệ sĩ khác, Lưu Thiên Hương có những ý kiến khiến khán giả phản ứng dữ dội. Liên quan đến vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón lúc 21 giờ 30 ngày 6 tháng 8, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã không kìm được thương xót, chia sẻ đau buồn với gia đình nạn nhân ngay trên mạng xã hội. Nằm trong số đó có nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Tuy nhiên, sau khi bày tỏ quan điểm cá nhân, cô đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Theo cô, không chỉ nhà trường mà cha mẹ của em cũng là người có lỗi trong sự việc trên. Cụ thể phát ngôn trên trang cá nhân của Lưu Thiên Hương như sau: cha mẹ bận máy thì ít nhất cũng đưa con đi học cái lớp 1 đi. Cái lý do mất con vì cho đi xe trường, bị để quên do cả mình đấy. Bé xíu mà thả con đi xe chung, trường cũng sai nhưng cha mẹ sai hơn, chọn cái trường gần nhà cho tiện đi. Đua nhau quốc tế theo xe đưa đón, sáng đọc tin đau xót mà điên. Phát ngôn của Lưu Thiên Hương về vụ việc bé trai bị tử vong trên xe bus. Dân mạng không ngừng bày tỏ phẫn nộ trước phát ngôn của nữ nhạc sĩ sau sự việc thương tâm trên. Cỡ này nhiều người nổi tiếng thèm bị chửi quá ta ơi, không biết nói đúng hay không nhưng trước mắt thấy chị nói sai thời điểm rồi đó chị. Hay chị có cổ phần trong cái trường đó vậy hả? Ba mẹ bé là người đau đớn nhất mà giờ còn trách người ta, sao người ta sống nổi? Nhà người ta đang đau lòng dứt ruột lắm rồi mà còn biết tới mấy lời này nữa thì chắc người ta không sống nổi quá. Con người ta chết, người ta mới là người đau nhất. Làm cha làm mẹ ai chẳng muốn con được những điều tốt đẹp nhất. Cho con đi học trường quốc tế là sai à, cho con đưa đón bằng xe là sai à, quá đáng vừa thôi chứ. Lưu Thiên Hương cho rằng cha mẹ của bé trai chính là người sai cả, trong chính cái chết của con mình.